Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Yên Sơn đổi mới và phát triển số tháng 6 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đến hết ngày 25 tháng 6, huyện Yên Sơn đã có 100% các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội. Theo đó, các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội trước ngày 31 tháng 3. Theo kế hoạch, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội trước ngày 30 tháng 6. Tất cả các chi đảng bộ đã đại hội đều thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Đảm bảo đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và chi bộ Đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để huyện Yên Sơn tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Thực hiện công tác huấn luyện năm 2020, từ tháng 3 đến nay, huyện Yên Sơn đã hoàn thành huấn luyện 36 trên 36 đơn vị dân quân tự vệ theo đúng kế hoạch, trong đó có 28 đơn vị dân quân, 8 đơn vị tự vệ. Với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Sơn đã chọn 2 đơn vị huấn luyện điểm, đồng thời chỉ đạo cho các cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, mô hình, học cụ, thao trường bãi tập. Năm nay, nội dung đột phá trong công tác huấn luyện tại huyện Yên Sơn đó là các đơn vị tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho 30% quân số dân quân tự vệ năm thứ 2 đến năm thứ 4 và 100% chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất. Việc hoàn thành tốt công tác huấn luyện góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để đảm bảo an toàn cho người dân sống ở những vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, từ năm 2016 đến nay, huyện Yên Sơn đã thực hiện di chuyển 116 hộ với trên 450 khẩu với tổng số tiền chi hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. 100% các hộ di chuyển thực hiện định canh tại chỗ với sự hỗ trợ của nhà nước 20 triệu đồng trên hộ. Các tổ chức đoàn thể hỗ trợ hàng trăm ngày công lao động, nguyên vật liệu, san lấp mặt bằng làm nhà. Các hộ di chuyển đến nơi ở mới có cuộc sống ổn định, an tâm lao động sản xuất. Năm nay, cấp ủy chính quyền các xã đang tích cực triển khai di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước mùa mưa lũ. Hiện đã thực hiện di chuyển được 6 trên 10 hộ. Sau nhiều lần tuyên truyền vận động xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, vừa qua lực lượng chức năng của huyện Yên Sơn đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ nhà làm trái phép của hộ gia đình ông Dương Văn Sùng, xã Hùng Lợi. Theo đó, gia đình ông Dương Văn Sùng, thôn Trương, xã Hùng Lợi đã tự ý san gạt đất để dựng nhà trên đất rừng phòng hộ với diện tích 198 m². Lực lượng chức năng đã cưỡng chế tháo dỡ vật kiến trúc trái phép. Trong thời gian tiếp theo, xã huy động các đoàn thể tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân tiến hành trồng cây trả lại hiện trạng ban đầu của thửa đất. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020, huyện đoàn Yên Sơn phối hợp đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức ra quân với nhiều hoạt động thiết thực. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, các cơ sở đoàn trong toàn huyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phù hợp với từng địa phương, gần với các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, nhất là bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội, khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn hội trong thanh niên và xã hội. Hiện nay, huyện Yên Sơn có trên 99% số học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh trên địa bàn. Có được kết quả trên, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo, thường xuyên hướng dẫn đôn đốc các trường triển khai thực hiện theo đúng quy định của luật bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân dân, đồng thời phối hợp với các trường học tuyên truyền tại các cuộc họp phụ huynh học sinh. Các nhà trường cũng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm giúp đỡ học sinh được tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế. Đến nay toàn huyện có gần 27.000 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ trên 99%. Có 49 trên 70 trường học đạt 100% số học sinh tham gia bảo hiểm y tế, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Tính đến ngày 24 tháng 6, 4 nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42 của Chính phủ trên địa bàn huyện Yên Sơn đã được nhận tiền hỗ trợ. Sau đây là phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình chị Lý Thị Thủy ở xóm Đá Bản 2, xã Mỹ Bằng là hộ nghèo của xã, được nhận tiền hỗ trợ trong đợt này. Mấy tháng qua, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cuộc sống của gia đình chị thêm khó khăn. Số tiền 3 triệu đồng được hỗ trợ sẽ là động lực giúp gia đình chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Được cái tiền hỗ trợ này thì tôi rất phấn khởi để cho gia đình vượt giai đoạn khó khăn. Qua thời gian khẩn trương triển khai, ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung rà soát các đối tượng được thụ hưởng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Các địa phương đã niêm yết công khai danh sách để nhân dân giám sát, tránh thiếu sót và hỗ trợ sai đối tượng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể tăng cường giám sát, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người dân. Đến nay, huyện đã hoàn thành chi trả cho 4 nhóm đối tượng, gần 5.000 người có công, gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 7,4 tỷ đồng, cho gần 40.000 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đã được nhận hỗ trợ với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc huyện cũng chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã và hướng dẫn các ban công tác mặt trận ở thôn và người nhân dân trực tiếp là thực hiện công tác giám sát tại địa phương để đảm bảo khách quan nhất và là giám sát đúng người và đúng đối tượng nhất để đảm bảo cái việc chi trả là đúng quy định. Sau khi mà Ủy ban nhân xã thực hiện cái chi trả xong thì cũng vận động người dân là sử dụng cái đồng tiền được nhà nước hỗ trợ vào đúng cái mục đích và thực hiện vào cái việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của các hộ gia đình. Hiện nay, huyện đang tích cực phối hợp với các ban ngành, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ rà soát, cập nhật, hỗ trợ các nhóm đối tượng còn lại, gồm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ trong thời gian sớm nhất theo quy định. Thực hiện lời Bác Hồ, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Thời gian qua, ngành giáo dục của huyện Yên Sơn đã không ngừng nỗ lực cố gắng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phong trào học tập và làm theo Bác đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ở các cấp học, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục của huyện. Không ngừng đi đầu trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, cô giáo Hoàng Thị Định, giáo viên địa lý trường Trung học phổ thông Tháng 10 còn có nhiều giải pháp cùng với ban giám hiệu nhà trường, đoàn thanh niên, giáo viên bộ môn, phụ huynh học sinh để giáo dục những em học sinh cá biệt có nhiều tiến bộ trong học tập và thực hiện nền nếp. Những việc làm thiết thực cụ thể của cô Định đã giúp lớp do cô chủ nhiệm đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua. Nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi. Cô là một trong những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành giáo dục huyện Yên Sơn. Trong quá trình giảng dạy trên lớp thì tôi luôn là sát sao với từng đối tượng học sinh, trau dồi những kiến thức cơ bản nhất để các em đạt được cái kết quả học sinh giỏi. Thì bản thân tôi cũng thường xuyên là tìm hiểu trên các trang mạng, tận tụy, quan tâm, sát sao đến các em học sinh. Đó là ngoài ôn kiến thức về lý thuyết, rèn luyện cho em kỹ năng để các em làm bài tốt nhất. Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục triển khai bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung giảng dạy một số môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa của các cấp học, gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Các đơn vị trường học trên địa bàn luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ giáo viên. Các thầy cô giáo đăng ký nội dung cụ thể về làm theo gương của Bác. Khi mà các đồng chí đã đăng ký theo cái việc làm cụ thể như vậy, thì bản thân các đồng chí, cán bộ giáo viên cũng như các cái tổ chuyên môn ấy, thì các đồng chí thường xuyên là các đồng chí bám theo cái việc mà mình đã đăng ký để các đồng chí chủ động đấy, trong cái việc giúp đỡ học sinh hoặc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Sau 4 năm thực hiện cái chỉ thị này, cái kết quả mà rõ nét nhất thì tôi thấy là cái trình độ chuyên môn của nhiều giáo viên được nâng lên. Thế và cái nhiều em học sinh thì được giúp đỡ rất là thiết thực. Qua cái việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đã tạo ra một cái sự chuyển biến rất là quan trọng trong tư tưởng, trong ý thức rèn luyện
của cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Từ đó thì thúc đẩy cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường là dạy tốt và học tốt. Kết quả sau 4 năm thực hiện chỉ thị số 05, ngành giáo dục huyện đã có nhiều tập thể và cá nhân ra sức thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Cùng với đó, chất lượng giáo dục và đào tạo trong toàn huyện không ngừng được nâng cao. Trong 4 năm qua, toàn huyện có hàng trăm lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp. Nhiều tập thể, cá nhân, các thầy cô giáo trên địa bàn được các cấp khen thưởng. Xác định công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần tích cực trong việc cán đích nông thôn mới. Xã Kim Quan đã thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp, tạo điều kiện cho người dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả. Nhờ đó, cuộc sống của người dân địa phương từng bước được nâng lên. Phát huy lợi thế đất đai sẵn có, gia đình ông Sơn đã lựa chọn chăn nuôi trâu thương phẩm, trồng rừng để phát triển kinh tế cho gia đình. Nhờ đó đã giúp gia đình ông có thu nhập ổn định hơn so với trước kia. Từ nhiều năm nay, chăn nuôi đại gia súc và trồng rừng đã trở thành hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế của gia đình ông Sơn và người dân trong xã. Qua gia đình tôi chăn trâu, tôi làm trồng cây keo, thì chung gia đình cũng làm ăn cũng phát triển. Cuộc sống gia đình cảm thấy nó sung túc hơn. Là xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực căn cứ cách mạng ATK, với 55% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Kim Quan chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Xã đã linh hoạt trong việc huy động và sử dụng các nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, tập trung thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người dân, đặc biệt là hộ nghèo. Hiện nay, dư nợ ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện là trên 51 tỷ đồng, đã giúp cho người dân trong xã có nguồn vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, trong năm qua, xã đã thu hút được nhiều nguồn hỗ trợ giúp hộ nghèo phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 33 triệu đồng trên người trên năm. Để nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã thì xã đã xây dựng trên 10 cái dự án phát triển sản xuất để thực hiện trong cái thời gian tới. Thì trong đó có dự án chăn nuôi trâu bộ béo, dự án chăn nuôi trâu sinh sản, rồi dự án chăn nuôi gà. Đặc biệt là xã đang tổ chức phối hợp với công ty Tuyên Yên thực hiện cái việc chăn nuôi trâu tập trung trên địa bàn xã để từng bước tăng thu nhập cho bà con nhân dân. Thời gian tới, xã Kim Quan tích cực làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, đã góp phần tích cực thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã. Là xã điểm của huyện về đích trong năm 2020, hiện xã Thắng Quân đang tập trung hoàn thành 5 tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí về nhà ở nông thôn, xóa nhà tạm dột nát cho hộ nghèo đang được xã tích cực thực hiện, ghi nhận của phóng viên. Bà Điểm là một trong 12 hộ nghèo được hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh. Ngôi nhà hơn 30m2 của bà được hoàn thành với sự hỗ trợ ngày công của người dân, anh em trong gia đình. Có được ngôi nhà mới khang trang như thế này chính là động lực để gia đình bà Điểm yên tâm lao động, phát triển kinh tế, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Được nhà nước quan tâm hỗ trợ làm được cái nhà thì bây giờ bản thân tôi cũng yên tâm sản xuất và vươn lên thoát nghèo. Với quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm nay, Ủy ban Nhân dân xã Thắng Quân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã lên kế hoạch vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các thôn họp bàn nhân dân để bình xét một cách dân chủ, công khai, đối tượng được hỗ trợ làm nhà ở, đảm bảo công bằng, khách quan. Hiện xã đang triển khai xây dựng 17 nhà, trong đó có 12 hộ được nhận hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo với tổng số tiền 360 triệu đồng. Số hộ còn lại được hỗ trợ theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Từ nay đến cuối năm, xã phấn đấu hoàn thành xóa 17 nhà tạm, dột nát. Việc hỗ trợ làm nhà ở đã giúp những gia đình thuộc diện nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã sớm ổn định cuộc sống, động viên họ yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững. Còn 17 nhà nữa đang tập trung nguồn lực
Trước mắt là chúng tôi đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, dự kiến là tới đây sẽ ra một đợt cao điểm để vận động xã hội hóa, thu vào nguồn thu quỹ vì người nghèo để tập trung nguồn lực để sửa chữa hoặc là làm mới. Hai nữa, nguồn lực nữa là đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội là thực hiện theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ để cho vay để đảm bảo hoàn thiện 17 nhà. Việc xóa nhà tạm, dột nát, hoàn thành tiêu chí nhà ở, khu dân cư sẽ góp phần tích cực trong lộ trình về đích nông thôn mới của xã Thắng Quân vào cuối năm nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Yên Sơn đổi mới và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.